Các bạn đang khó khăn trong việc thanh toán các gói của Lock Mobile. Các bạn thấy giá của các gói trong Lock Mobile quá cao. Hãy liên hệ với Huga, đặt gói giá rẻ, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Huga Quỳnh. Hôm nay Huga sẽ cùng với các bạn vượt ải thử thách giới hạn, tiếng gọi hắc ám. Thì để lấy cái con tướng đó là Jonas, môn đồ bóng tối. Ở đây Huri nó sẽ cho Ri mình cái con môn đồ bóng tối. Với điều kiện các bạn sẽ vượt các cái ải thử thách giới hạn ha. Hôm nay Huga sẽ cùng các bạn vượt cái ải thứ nhất. Ải thứ nhất, tình bạn quái dị. Boss của ải này là yêu tinh, quỷ mọt gạo, quái totem, quỷ đá, thiết giải. Nói chung mấy con này là mấy con boss tài nguyên thôi. Yêu cầu là không được chết quá một anh hùng. Nên sử dụng môn đồ bóng tối và dọn sạch sàn đấu với những hạn chế được áp đặt. Ở đây thì nó có con này là hồi máu nè. Con này sẽ tăng ATK cho đồng đội nữa nè. Rồi nói chung lại thì những con này nó có hiệu ứng nữa. Đầu tiên á, thì nó bắt buộc mình sử dụng là môn đồ bóng tối. Ở đây mình sẽ không sử dụng môn tướng hiệp sĩ hoa hồng luôn. Để cho các bạn dễ dùng, mình chọn Bucky đi. Với lại con dạ ưng. Hai vị trí còn lại mình sẽ lấy con hoa tiên để hồi máu. Bên kia nó có hồi máu và thợ săn thú. Rồi bắt đầu vượt ải nha các bạn. Ôi, ải thứ nhất nó có một con cá ngựa với lại một con mọt gạo. Mọt gạo đánh rất đẹp luôn bạn, nó cầm nguyên một cái bó lúa phía sau á, nó thảy ra rồi lúa rớt đầy đường hết trơn, hồi máu lên. Nói chung cái kêu đánh lạ, cái kêu của môn đồ nè đó, môn đồ bóng tối đánh ra là phải đen tối vậy nè. Rồi, hoàn thành ải thứ nhất, rất nhẹ nhàng luôn. Ải thứ hai, à nó có ba con đá, con thiết giải với totem, kích dạ ưng chứ, thời săn thú bắn cục đá này đi. Ô, cục đá này cũng khá mềm các bạn, cục đá này khá mềm, không cứng như mình nghĩ nha, mình nghĩ đá này sẽ có cứng. Mình thấy ở đây là con thiết giải nó cứng hơn con đá, thiết giải khá cứng. Hồi máu lên. Môn đồ bóng tối nữa nè. Thiết giải cứng thiệt các bạn, nó đánh nó khó thấm. Thợ săn thú bắn mày nè. Ôi thật, kích luôn cả kêu của dạ ưng nè. Rồi thiết giải đã ra đi. Bây giờ chỉ còn một con totem. Con totem đánh đẹp lắm luôn. Con totem nó phun từng cây khúc gỗ trong miệng nó phun ra. Rồi ở đây nó đủ hết cái con tướng rồi các bạn. Nó có 5 con nha, 5 con tài nguyên với lại một cái con cá ngựa. Cá ngựa này là con quái hồn á các bạn. Nói chung lại thì hôm nay ghi nó cho quái tài nguyên thôi. Hồi máu lên cho cả đội hình nè. Thợ săn thú săn cái con này trước đi. Con này gần hết máu rồi nè. Kích kêu môn đồ nè. À, bên kia nó hồi máu lên rồi. Qua tiên hồi cho đội hình mình luôn, kích dạ ưng luôn. Rồi, chắc là Huga phải để Huga dùng kill tụi nó quá. Tụi nó có hồi máu. Hồi nãy Huga tiêu diệt con một, bớt một con hồi máu rồi. Tiêu diệt con mọt gạo rồi. Kích dạ ưng nè, hồi máu cho đội hình mình nữa nè. Môn đồ bóng tối nè, xử lý mày nè. Con nào ít máu, con nào ít máu. Bắn mày chết mày luôn nè. Rồi, bây giờ chỉ còn duy nhất con thiết giải thôi. À, con hồn vẫn chưa chết các bạn, choáng hai đứa nó một lúc luôn. Choáng hai đứa nó lại. Chuẩn bị nha, chuẩn bị hồi máu cho đội hình đây. Rồi, con môn đồ bóng tối ra tay. Rồi, triệt hạ cả hai con cùng một lúc. Mình đã chiến thắng cái đội hình này nha các bạn. Năm con tướng của mình còn sống đủ 5 con luôn nha. Rồi, mình nhận được một mảnh huy hiệu môn đồ bóng tối. Huga đã vượt thành công mãi thứ nhất môn đồ bóng tối nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.